Và bây giờ xin mời thí sinh mang số báo danh 01 Vi Thị Ánh bước vào phần thi trang phục truyền thống trong tối đêm nay. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 01 Vi Thị Ánh. Thí sinh Vi Thị Ánh sinh năm 2000, là dân tộc Thái, đến từ bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh. Thí sinh Vi Thị Ánh với chiều cao 1m62, cân nặng 48kg, có sở thích nghe nhạc và đọc sách. Ước mơ sau này của thí sinh Vi Thị Ánh sẽ trở thành cô giáo. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón thí sinh mang số báo danh 02 Lô Thị Kim đến từ đơn vị xã Châu Thắng. Thí sinh Lô Thị Kim sinh năm 2001, là dân tộc Thái, với chiều cao 1m62, cân nặng 48kg. Thí sinh có sở thích nấu ăn, đọc sách. Và ước mơ sau này của thí sinh Lô Thị Kim sẽ trở thành cô giáo mầm non. Xin một lần nữa được chúc mừng cho ước mơ của thí sinh được nhanh chóng trở thành hiện thực. Vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức phần thi trình diễn trang phục truyền thống của thí sinh Lô Thị Kim mang số báo danh 02. Tiếp theo xin được vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 03 Lương Tố Uyên đến từ xã Châu Thắng. Kính thưa quý vị, thí sinh Lương Tố Uyên sinh năm 2001, là dân tộc Thái, đến từ xã Châu Thắng, với chiều cao 1m68, cân nặng 52kg. Thí sinh Lương Tố Uyên có sở thích đi du lịch. Và ước mơ sau này của thí sinh Lương Tố Uyên sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 04 Vi Thị Phương. Thí sinh Vi Thị Phương đến từ đơn vị xã Châu Thuần, sinh năm 1997, là dân tộc Thái, với chiều cao 1m57, cân nặng 44kg. Sở thích của thí sinh Vi Thị Phương là đi du lịch, nghe nhạc. Ước mơ sau này trở thành giáo viên mầm non. Kính thưa quý vị, thí sinh Vi Thị Phương hiện nay đang là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 06 Hoàng Phan Ngọc Anh đến từ bản 32, xã Châu Bình. Thí sinh Hoàng Phan Ngọc Anh sinh năm 2000, là dân tộc Kinh, đến từ bản 32, xã Châu Bình, với chiều cao 1m65, cân nặng 54kg. Sở thích của thí sinh Hoàng Phan Ngọc Anh là đi du lịch. Và ước mơ sau này của Hoàng Anh Ngọc Anh là hướng dẫn viên du lịch. Và
Và ngay bây giờ chúng ta cùng được chiêm ngưỡng sự dừng lại của thí sinh mang số báo danh 08 Lô Thị Châu đến từ đơn vị xã Châu Nga. Thí sinh Lô Thị Châu sinh năm 2000 là dân tộc Thái với chiều cao 1m56, cân nặng 50kg. Sở thích của thí sinh là đọc sách và đi du lịch. Ước mơ sau này sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 10 Lan Thị Hồng đến từ xã Châu Bính. Thí sinh mang số báo danh 10 Lan Thị Hồng sinh năm 2001 là dân tộc Thái đến từ xã Châu Bính với chiều cao 1m66, cân nặng 52kg. Sở thích của thí sinh Lan Thị Hồng là thích nghe nhạc và xem phim. Ước mơ sau này của thí sinh Lan Thị Hồng sẽ trở thành cô giáo. Và ngay bây giờ cũng là một thí sinh đến từ đơn vị xã Châu Bính. Xin được chào đón thí sinh mang số báo danh 11 Vi Ngọc Khánh. Nụ cười tươi như hoa. Thí sinh Vi Ngọc Khánh sinh năm 2001 để lòng anh say ngất ngây. Là dân tộc Thái. Em bấm đốt ngón tay mong sao. Với chiều cao 1m66, cân nặng 50kg. Sở thích của thí sinh Vi Ngọc Ánh là thích nghe nhạc. Và ước mơ của thí sinh sẽ trở thành cô giáo. Vào lễ hội cùng nhau như đưa ta trở về nguồn cội. Lòng ta cùng hướng tới cầu điều may cầu phúc cầu bi. Vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức phần trình diễn trang phục truyền thống của thí sinh mang số báo danh 11 Vi Ngọc Ánh. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón sự trở lại của thí sinh mang số báo danh 12 Lữ Thùy Linh. Thí sinh Lữ Thùy Linh sinh năm 1998 là dân tộc Thái đến từ bản Sớm, xã Châu Hồi. Hiện nay thí sinh Lữ Thùy Linh đang là sinh viên của trường Đại học Vinh. Với chiều cao 1m60 và cân nặng 48kg, sở thích của thí sinh Lữ Thùy Linh là múa và nấu ăn. Ước mơ sau này của thí sinh Lữ Thùy Linh là trở thành cô giáo. Chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 14 đến từ trường Trung học phổ thông Quỳ Châu, thí sinh Nguyễn Thị Thu. Thí sinh Nguyễn Thị Thu sinh năm 2001 là dân tộc Kinh. Với chiều cao 1m65, cân nặng 50kg. Sở thích của thí sinh Nguyễn Thị Thu nghe nhạc. Và ước mơ sau này ước mơ sau này của thí sinh Nguyễn Thị Thu sẽ trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 15 Vi Thị Anh. Thí sinh Vi Thị Anh sinh năm 2001 là dân tộc Thái, hiện nay là học sinh lớp 12C2 trường Trung học phổ thông Quỳ Châu. Với chiều cao 1m68, nặng 50kg, thí sinh Vi Thị Anh thích xem phim và nghe nhạc. Ước mơ sau này của thí sinh Vi Thị Anh sẽ trở thành một cô giáo. Bao niềm vui mới, bao la đến trường.
sàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh mang số danh 16, Nữ Thị Thùy Linh, cũng đến từ trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu. Thí sinh Nữ Thị Thùy Linh sinh năm 2001, là dân tộc Thái, với chiều cao 1m65, cân nặng 50kg. Sở thích của thí sinh Nữ Thị Thùy Linh là xem phim, nghe nhạc, đi du lịch. Và ước mơ sau này của thí sinh Nữ Thị Thùy Linh sẽ trở thành cô giáo. Rồi quý vị vừa được thưởng thức phần sự thi trong một truyền thống của thí sinh Nữ Thị Thùy Linh. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 17, Lương Lâm Phương. Thí sinh Lương Lâm Phương sinh năm 2002, là dân tộc Thái, hiện nay là học sinh lớp 11C5 trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu, với chiều cao 1m69, cân nặng 52kg. Thí sinh Lương Lâm Phương có sở thích đi du lịch, và ước mơ sau này của thí sinh Lương Lâm Phương sẽ trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thí sinh mang số báo danh 18, Lô Thị Bích, đến từ trường Phổ thông Trung học Quỳ Châu. Thí sinh Lô Thị Bích sinh năm 2002, là dân tộc Thái, với chiều cao 1m65, cân nặng 50kg. Sở thích của thí sinh Lô Thị Bích thích đi du lịch, và ước mơ sau này của thí sinh sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 19, Lô Thị Mơ. Thí sinh mang số báo danh 19, Lô Thị Mơ, sinh năm 2001, là dân tộc Thái. Hiện nay, thí sinh đang là học sinh lớp 11C8, trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu. Với chiều cao 1m60, cân nặng 52kg, thí sinh Lô Thị Mơ thích đi du lịch và mua sắm, thích đọc sách và nghe nhạc. Ước mơ sau này của thí sinh Lô Thị Mơ sẽ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 20, Lan Thị Quỳnh, đến từ đơn vị xã Châu Tiến. Thí sinh Lan Thị Quỳnh sinh năm 2000, là dân tộc Thái, với chiều cao 1m62, cân nặng 48kg. Sở thích của thí sinh Lan Thị Quỳnh là thích nghe nhạc, đọc sách, xem phim, nấu ăn, và ước mơ sẽ trở thành cô giáo. Vừa được chiêm ngưỡng phần dự thi trang phục truyền thống của thí sinh Lan Thị Quỳnh, đến từ bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến. Tiếp theo xin mời quý chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 21, Sầm Thị Dung. Thí sinh Sầm Thị Dung sinh năm 2001, là dân tộc Thái, đến từ bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến. Với chiều cao 1m65, cân nặng 48kg, thí sinh
Sầm Thị Dung có sở thích là đi du lịch. Và ước mơ của thí sinh Sầm Thị Dung sẽ được đi du học ở nước ngoài. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số danh 22, thí sinh Vi Thị Nguyên đến từ đơn vị xã Châu Hoàng. Thí sinh Vi Thị Nguyên sinh năm 2001, là dân tộc Thái, với chiều cao 1m65, cân nặng 48kg. Sở thích của thí sinh Vi Thị Nguyên là tham gia các hoạt động xã hội. Và ước mơ sau này của thí sinh Vi Thị Nguyên sẽ trở thành bác sĩ. Tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo xanh 23, Lữ Thị Phương, đến từ bản Na Ba, xã Châu Hoàn. Thí sinh Lữ Thị Phương sinh năm 2002, là dân tộc Thái, với chiều cao 1m64, cân nặng 47kg. Thí sinh Lữ Thị Phương có sở thích đi du lịch và nấu ăn. Ước mơ sau này của thí sinh Lữ Thị Phương sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 24, Lan Thị Chiêm, đến từ đơn vị xã Châu Phong. Thí sinh Lan Thị Chiêm mang số báo danh 24, sinh năm 2000, là dân tộc Thái, nghề nghiệp hiện nay là sinh viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, với chiều cao 1m58, cân nặng 46kg. Sở thích tham gia các hoạt động xã hội và các hoạt động thiện nguyện. Ước mơ sau này trở thành kiểm sát viên. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với số báo danh 25, Trần Hải Yến. Thí sinh Trần Hải Yến mang số báo danh 25, sinh năm 2000, là dân tộc Kinh, đến từ khối 3, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, với chiều cao 1m63, cân nặng 53kg. Thí sinh Trần Hải Yến có sở thích nghe nhạc và đi du lịch. Ước mơ sau này của thí sinh Trần Hải Yến là trở thành người giáo viên. Mang số báo danh 26, Ngô Thị Nhi, đến từ đơn vị thị trấn Tân Lạc. Thí sinh Ngô Thị Nhi sinh năm 2002, là dân tộc Kinh, với chiều cao 1m61, cân nặng 45kg. Sở thích của thí sinh Ngô Thị Nhi là nghe nhạc và đi du lịch. Ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo mầm non. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa thưởng thức phần dự thi trang phục truyền thống của thí sinh mang số báo danh 26, Ngô Thị Nhi. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 27, Lộc Thị Hằng, đến từ xã Diên Lãm. Thí sinh Lộc Thị Hằng sinh năm 2001, là dân tộc Thái, với chiều cao 1m60, cân nặng 49kg, có sở thích xem phim và nấu ăn. Thí sinh Lộc Thị Hằng
ước mơ sau này sẽ trở thành một đầu bếp tài ba. Chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 28 Lô Thị Ly đến từ đơn vị xã Diên Lãm. Thí sinh Lô Thị Ly mang số báo danh 28, sinh năm 2001, là dân tộc Thái, với chiều cao 1m58, cân nặng 45kg. Sở thích của thí sinh Lò Thị Ly là ca hát, đọc sách và ước mơ sẽ trở thành bác sĩ. Vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức và đón xem phần trình diễn trang phục truyền thống của tất cả các thí sinh về tham gia Đêm Thi Người Đẹp Lữ Hạng Mùa năm 2019 tối đêm nay. Mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu để đón xem sự trở lại của tất cả các thí sinh tham gia phần thi trang phục tự chọn trong đêm thi Người Đẹp Lữ Hạng Mùa năm 2019 tối đêm nay. Và bây giờ xin mời sự trở lại của tất cả các thí sinh. Mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh đầu tiên mang số báo danh 01, Vi Thị Ánh. Mùa xuân, được gặp em trong mùa lễ hội. Lung linh nón na, nụ cười tươi như hoa nở. Hòa tiếng khen ai, để lòng anh say ngất ngây. Xin được quý chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tiếp sức thêm cho thí sinh Vi Thị Ánh mang số báo danh 01 trong phần thi trang phục tự chọn của mình. Chúc ngày hội xa cùng trao nhau lời của núi, thương nhau về bên nhau cùng trao nhau lời suối ngàn. Vào lễ hội cùng nhau như đưa ta trở về nguồn cội, lòng ta cùng hướng tới cầu địa may cầu phúc cầu yên. Anh hát chúng ta hãy dành một tràng tay để chào đón thí sinh mang số báo danh 02 Lô Thị Kim đến từ đơn vị xã Châu Thắng. Xanh chi hồng dưới tình nhớ hình mong, vòng tay anh chạm chùa níu vào trái tim nhau. Đi hội xuân bao niềm vui mới, bao la đất trời quê màu sắc mới. Hội xuân nắng ấm duyên thắm tình đôi ta. Quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 03, Lương Tố Uyên. Xuân được gặp em trong mùa lễ hội, lung liên nón na, nụ cười tươi như hoa nở. Hòa tiếng khen ai để lòng anh say ngất ngây. Chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 04, Vi Thị Phương. Bao tháng ngày mong đợi được gặp anh trong ngày hội xuân. Kính thưa quý vị, thí sinh mang số báo danh 04 đã chọn cho mình bộ trang phục áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam để thể hiện trong phần thi trang phục tự chọn của mình. Quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng cổ vũ cho thí sinh Vi Thị
địa phương. Anh hát lời do núi. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh đang số báo danh 06 Hoàng Phan Ngọc Anh. Hoàng Phan Ngọc Anh đã chọn cho mình bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái để thi trong phần dự thi trang phục tự chọn của mình. Chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 08 Lô Thị Châu. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo xanh 10 Lan Thị Hồng. Chào đón thí sinh Vi Ngọc Ánh mang số danh 11. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 14 Nguyễn Thị Thu. Kính thưa quý vị, thí sinh
Nguyễn Thị Thu đã chọn cho mình bộ trang phục áo dài màu trắng tinh khôi để dự thi trong phần thi trang phục tự chọn của mình. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 15, Vi Thị Anh. Quý vị, thí sinh Vi Thị Anh đã chọn cho mình bộ trang phục dạ hội để tham gia phần thi trang phục tự chọn trong tối đêm nay. Chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 16, Lữ Thị Thùy Linh. Cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 17, Phương. Chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 18, Lô Thị Bích. Quý vị hãy dành những tròng tay để cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các thí sinh tự tin hơn trong phần thi trình diễn trang phục tự chọn. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 19, Lô Thị Mơ. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 20, Lan Thị Quỳnh.
Kính thưa quý vị, vừa rồi thí sinh Lang Thị Quỳnh đã thể hiện xong phần thi trang phục tự chọn của mình. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 21, Sầm Thị Dung. Thí sinh Thẩm Thị Dung đã chọn cho mình bộ áo dài trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam để tham gia phần thi trang phục tự chọn trong tối đêm nay. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số danh 22, Vi Thị Nguyên. Chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 23, Lữ Thị Phương. Chào đón thí sinh mang số báo danh 24, Lang Thị Chiêm. Tự chọn của mình là chiếc áo dài truyền thống màu đỏ tươi của dân tộc Việt Nam. Quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho tất cả các thí sinh tham gia đêm thi người đẹp tối hôm nay. Tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 25, Trần Hải Yến. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 26, Ngô Thị Nhi. Mời quý vị chúng ta cùng ngước mắt lên sân khấu để thưởng thức và đón xem phần trình diễn trong bộ trang phục tự chọn của thí sinh Ngô Thị Nhi mang số báo danh 26.
24 thí sinh của chúng ta đã trải qua phần thi thứ hai là phần thi trang phục tự chọn trong đêm thi Người đẹp lễ hội Hàng Bùa năm 2019 tối đêm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu để chiêm ngưỡng lại một lần nữa vẻ đẹp của tất cả các thí sinh. Và bây giờ xin mời tất cả các thí sinh của chúng ta tạm thời lui vào hai bên cánh gà sân khấu để chuẩn bị cho các phần thi tiếp theo. Kính thưa quý vị, và trên sân khấu lúc này đây là 10 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm thi Người đẹp lễ hội Hàng Bùa năm 2019. Vâng, và bây giờ cho phép tôi xin được đứng gần các thí sinh một chút ạ. Và xin phép được công bố, thứ nhất là được công bố các giải phụ của đêm thi tối hôm nay. Các giải phụ gồm có thí sinh có trang phục tự chọn đẹp nhất, thí sinh ứng xử hay nhất, thí sinh có trang phục truyền thống đẹp nhất và thí sinh có thể hình và khuôn mặt khả ái nhất. Vậy bây giờ xin được chúc mừng thí sinh đầu tiên là thí sinh mang số báo danh 14 Nguyễn Thị Thu đến từ trường Trung học phổ thông Quỳ Châu, là thí sinh có trang phục tự chọn đẹp nhất. Quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 14 Nguyễn Thị Thu. Xin mời thí sinh bước lên phía trước một bước. Tiếp theo, xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 04 Vi Thị Phương đến từ xã Châu Thuận, là thí sinh ứng xử hay nhất trong đêm thi Người đẹp tối hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 04 Vi Thị Phương đến từ xã Châu Thuận. Tiếp theo là thí sinh có trang phục truyền thống đẹp nhất. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 01 Vi Thị Ánh đến từ xã Châu Hạnh. Quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho thí sinh Vi Thị Ánh mang số báo danh 01. Tiếp theo là thí sinh có thể hình và khuôn mặt khả ái nhất. Theo quý vị thuộc về thí sinh nào ạ? Trong 10 thí sinh ạ? Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 10 8. Thí sinh Lô Thị Bích đến từ trường Trung học phổ thông Quỳ Châu, là thí sinh có thể hình và khuôn mặt khả ái nhất. Xin chúc mừng thí sinh, xin mời thí sinh bước lên một bước. Một lần nữa xin được chúc mừng 4 thí sinh đạt giải các giải phụ trong đêm thi Người đẹp lễ hội Hàng Bùa năm 2019. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên khấu đại diện nhà tài trợ cho chương trình đêm thi Người đẹp lễ hội Hàng Bùa năm 2019. Trân trọng giới thiệu, kính mời lên khấu ông Lê Phi Hùng, giám đốc siêu thị Khánh Huy, lên trao các giải cho các người đẹp đạt những giải phụ trong đêm thi Người đẹp lễ hội Hàng Bùa năm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Và đây là 4 thí sinh đạt những giải phụ trong cuộc thi Người đẹp lễ hội Hàng Bùa năm 2019. Và còn lại 6 thí sinh cũng như những người làm chương trình Bích Thuận và Minh Đức cũng rất là hồi hộp, cũng không khác gì như 6 thí sinh còn lại. Liệu giải 3 sẽ thuộc vào về thí sinh nào? Chắc chắn rằng quý vị cũng nóng lòng chờ đợi và các thí sinh cũng vậy, cũng rất hồi hộp, và chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị công bố đến với quý vị trong đêm thi hôm nay.
Một lần nữa, ban tổ chức xin được thông báo cho bố mẹ của bé gái tầm 4 đến 5 tuổi mặc áo len màu hồng, quần bò màu xanh trở về trại công an huyện Quỳ Châu để nhận cháu. Alo. Xin một lần nữa được chúc mừng các thí sinh đạt giải phụ trong đêm thi Người Đẹp Lễ Hội Hôm Qua. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ của Siêu Thị Khánh Huy đã tài trợ cho chương trình đêm thi Người Đẹp Thang Bua. Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Phi Hùng. Xin mời 4 thí sinh của chúng ta lui về vị trí cũ. Tiếp theo, cho phép tôi xin được công bố các thí sinh đạt giải 3 trong đêm thi Người Đẹp Lễ Hội Hang Bua năm 2019. Chúng ta còn lại 6 thí sinh nữa thôi. Và bây giờ xin được chúc mừng số báo danh 10, Lan Thị Hồng đến từ xã Châu Bính. Xin chúc mừng số báo danh tiếp theo là số báo danh 17, Lương Lâm Phương đến từ trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu. Tiếp theo xin được chúc mừng số báo danh 24, Lan Thị Chiêm đến từ xã Châu Phong. Kính thưa quý vị, đây là 3 thí sinh đã đạt giải 3 trong đêm thi Người Đẹp Lễ Hội Hang Bua năm 2019. Tối đêm nay, quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 3 thí sinh đạt giải 3 trong đêm thi Người Đẹp Lễ Hội Hang Bua năm 2019. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Lê Thanh Hà, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, phó trưởng ban trực ban tổ chức lễ hội Hang Bua năm 2019 lên trao giải 3 cho các thí sinh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu đã lên trao giải 3 cho 3 thí sinh. Và bây giờ còn 3 thí sinh nữa thôi. Xin mời 3 thí sinh còn lại của chúng ta bước lên phía trước một bước. Rất hồi hộp phải không ạ? Rất là xinh đẹp, rất là duyên dáng. Và cả 3 thí sinh này đều xứng đáng đạt được vương miện Người Đẹp Lễ Hội Hang Bua năm 2019, phải không quý vị? Và chắc chắn rằng một trong 3 sẽ là người đạt giải vương miện Người Đẹp Lễ Hội Hang Bua năm 2019. Cả 3 đang hồi hộp. Tất cả quý vị trong đêm nay cũng thế. Và chúng tôi cũng vậy. Và ngay bây giờ xin mời MC Bích Thuận tiếp tục. Không để quý vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, cho phép tôi xin được công bố giải nhì Người Đẹp Lễ Hội Hang Bua năm 2019 tối đêm nay thuộc về 2 thí sinh. Thứ nhất, xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 12, Lữ Thùy Linh đến từ xã Châu Hội. Và chị Thuận ơi, chỉ còn 2 thí sinh nữa thôi ạ. Vâng, xin quý vị. Và người nào, thí sinh nào
sẽ là thí sinh sẽ bước tiếp ạ, quý vị ơi. Thí sinh nào sẽ là thí sinh đạt giải nhì ạ? Quý vị chúng ta cùng đoán xem, nói thật to thật rõ đi ạ. Số báo danh nào ạ? 19 hay 08 ạ? 08 hay 19 ạ? Có vẻ như 08 nghe rất là to. Chúng ta lại một lần nữa, 08 hay 19 ạ? À? Vâng. Xin được cảm ơn tất cả quý vị, bởi vì là quý vị rất là ủng hộ cho tất cả các thí sinh của chúng tôi trên sân khấu. Ai cũng xứng đáng, ai cũng đều đẹp cả. Nhưng Vương Miện Hoa Hậu chỉ có một mà thôi. Vương Miện dành cho người đẹp chỉ có một mà thôi. Vì vậy chúng tôi xin phép được công bố tiếp thí sinh đạt giải nhì thứ hai trong đêm thi Người đẹp đỡ hàng đua năm 2019 tối đêm nay thuộc về thí sinh mang số báo danh 08 Lô Thị Châu đến từ xã Châu Nga. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 08. Kính thưa quý vị, và như vậy là sự đồng tình cao của quý vị chúc mừng với sự lựa chọn, sự chấm điểm, những phân điểm để lựa chọn của các thành viên ban giám khảo, phải không ạ? Hai thí sinh 08, thí sinh 12 đã đạt giải nhì của đề thi Người đẹp lễ hội Hát Buôn năm 2019. Và không ai khác, Vương Miện đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 19. Xin được chúc mừng hai số báo danh 12 và 08 đã đạt giải nhì của đề thi Người đẹp lễ hội Hát Buôn năm 2019. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Vương Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu. Xin được trân trọng giới thiệu kính mời lên sân khấu đồng chí Ngô Đức Thuần, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu, trưởng ban tổ chức lễ hội Hát Buôn năm 2019 lên sân khấu trao giải nhì cho hai người đẹp tại lễ hội Hát Buôn năm nay. Đó là hai người đẹp đạt giải nhì của đêm thi. Đây là hai thí sinh mang số báo danh 12 và mang số báo danh 08 đã đạt giải nhì của đêm thi Người đẹp lễ hội Hát Buôn. Ban tổ chức xin được trân trọng chúc mừng hai thí sinh và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Vương Quang Minh và đồng chí Ngô Đức Thuần. Kính thưa quý vị, và trên sân khấu lúc này đây còn một thí sinh duy nhất chính là thí sinh giành được Vương Miện Người đẹp đỡ hàng đua năm 2019 tối đêm nay. Xin được chúc mừng thí sinh mang số 19 Lô Thị Mơ đến từ trường Trung học phổ thông Quỳ Châu. Quý vị, những tràng pháo tay của quý vị dành cho người đẹp của chúng ta đi ạ. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 19 Lô Thị Mơ đến từ trường Trung học phổ thông Quỳ Châu đã là thí sinh và Vương Miện Người đẹp lễ hội hàng đua năm 2019 tối đêm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Quỳ Châu lên sân khấu trao Vương Miện cho người đẹp đỡ hàng đua năm 2019 tối đêm nay. Chúng ta
hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 19. Lô Thị Mơ là người giành được vương miện người đẹp lễ hội Hàng Mùa năm 2019 tối hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh Lô Thị Mơ. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lăng Văn Chiến. Và ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí lãnh đạo huyện lên chụp ảnh lưu niệm cùng với tất cả các thí sinh tham dự đêm thi Người đẹp lễ hội Hàng Mùa năm 2019.